Tối qua, theo giờ địa phương, hàng trăm nghìn người dân Israel đã tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn tại nhiều thành phố trên cả nước. Cuộc biểu tình đêm muộn bất thường này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, quan chức cấp cao nhất trong chính phủ hiện nay, kêu gọi ngừng kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, đã bị cách chức. Tại Tel Aviv, người biểu tình đã chặn đường cao tốc huyết mạch, đốt lửa và diễu hành ở các điểm trung tâm thành phố. Còn tại Jerusalem, người biểu tình bao vây dinh thự thủ tướng và tràn xuống phố. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông, lập hàng rào ngăn chặn người biểu tình xông vào một số khu vực nhạy cảm. Ước tính có đến 600.000 người tham gia biểu tình lần này. Cuộc biểu tình đã bùng phát sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng ngày mà không đưa ra bất cứ lý do nào. Trước tình hình hiện nay, nhiều cựu quan chức cấp cao của Israel cho rằng làn sóng biểu tình hiện nay đã đẩy quốc gia này tới chỗ nguy hiểm chưa từng có, kêu gọi chính phủ tiến hành thương lượng, đồng thời kêu gọi người dân tránh sử dụng bạo lực, tránh đổ máu. Từ Washington, Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến ở Israel, đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo Israel sớm đạt đồng thuận. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn một số nguồn tin cho thấy, Thủ tướng Netanyahu đang cân nhắc ngừng kế hoạch cải cách tư pháp. Bây giờ là gần 2 giờ sáng, nhưng con đường cao tốc phía bên phải tôi vẫn đang bị chặn bởi người biểu tình. Sự bất thường của cuộc biểu tình này là ở chỗ, trong suốt gần 3 tháng qua kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình tại Israel, các cuộc biểu tình thường chỉ diễn ra vào tối thứ Bảy mà không diễn ra vào tối Chủ nhật, lại là đêm muộn như vậy. Và lần này cũng có rất nhiều người biểu tình bị bắt và bị cảnh sát dùng bạo lực, vòi rồng để giải tán. Lê Vũ Hội, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel.